Vâng, xin chào anh em. Đấy. Mình đang thi công cái bể cá. Đấy. Bể cá này là mình sẽ nuôi cá rồng. Cái này có chiều dài là 2m2. Đấy. Nó rộng mà như là gần 60 phân phải, 50-60 phân gì đấy. Sử dụng kính cường lực 10 ly. Đúng không? Đang trong giai đoạn thi công nên là còn khá là dang dở. Đây là hệ thống lọc 4 ngăn. Nước vào đây này, sang đây này. Bể này do tự tay mình làm nhé, tự tay mình làm nên nó còn không được đẹp cho lắm nhé.